Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo nghị quyết số 439 2023 nq hdnz của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định về chức danh số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thì mức phụ cấp hàng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng tăng 2,34 triệu đồng trên tháng phụ cấp được tính. Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố ở thôn có dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình, mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3 triệu 510 nghìn đồng một tháng. Bí thư chi bộ thôn tổ dân phố ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị chính đô thị cấp xã phụ cấp 2,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 4.680.000 đồng một tháng. Trưởng thôn, tổ dân phố ở thôn có dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình, phổ cấp 1,5 lần, mức lương cơ sở tương đương 3 triệu 510 nghìn đồng một tháng. trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính, đô thị cấp xã phụ cấp 2 lần, mức lương cơ sở tương đương 4 triệu 680 nghìn đồng một tháng. Trường ban công tác mặt trận ở thôn có dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình, phụ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở. Trường ban công tác mặt trận ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, phụ cấp 2 lần mức lương cơ sở. Tổng cộng 3 chiếc danh ở mỗi thôn là 4,5 đến 6. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 khi luật bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực, người có mức lương hưu thấp và người nghỉ hưu trước năm 1995 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu thỏa đáng thông tin về điều chỉnh lương hưu cho người có mức lương hưu thấp được đại diện vụ Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết luật Bảo hiểm xã hội hiện nay và luật sửa đổi quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng, mức điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và quỹ Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, một điểm mới trong luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đó là ngoài nguyên tắc nêu trên còn quy định việc điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với người có mức lương hưu thấp và những người nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách tranh lệch lương hưu. Đây là vấn đề đã được nêu trong nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, khi triển khai nghị quyết, chính phủ đã giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành xây dựng đề án đổi mới cách thức phương thức tính lương hưu. Đáng chú ý có những năm lương hưu của công chức viên chức không điều chỉnh nhưng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng vẫn được điều chỉnh. Mới đây, khi thực hiện nghị định 75 về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, ngoài thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu 15% theo mức chung từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, những người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 sau khi được điều chỉnh lương hưu mà mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng sẽ được điều chỉnh lần nữa để đạt 3,5 triệu đồng trên tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành tham mưu cho chính phủ đề xuất phương án cải thiện mức lương hưu đối với những người có lương hưu thấp, người nghỉ hưu trước năm 1995. Tại điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, số 58 2014/QH13, hiện nay quy định điều kiện để hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 số 41/2024/QH15, hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đã thay đổi điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Theo đó, lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Như vậy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, đối với lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm. Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn thời gian nêu trên bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp bằng hai lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu Theo quy định mới tại điểm CD khoản 1, điều 57 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, giấy phép lái xe, tức là bằng lái xe hạng B1, cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và giấy phép lái xe hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg, các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Như vậy, có thể thấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ chỉ còn giấy phép lái xe hạng B thay cho hạng B1 và B2 đang áp dụng. Theo đó, người có bằng lái xe hạng B sẽ lái được những loại xe dưới đây. Lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ của người lái xe. Lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng B kéo rơ mốc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Theo Điều 89 Luật Trật tự An toàn Giao thông, đường bộ 2024 thì giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Theo đó, giấy phép lái xe B1-B2 được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 nếu chưa thực hiện đổi cấp lại theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực sử dụng như sau. Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe, được tiếp tục điều khiển xe ô tô, số tự động chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, số tự động có trọng tải dưới 3.500 kg. Giấy phép lái xe hạng B1, cấp cho người không hành nghề lái xe, được tiếp tục điều khiển xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô tải, xe máy kéo, có trọng tải dưới 3.500 kg. Giấy phép lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bằng lái xe hạng B1-B2 được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe trường hợp có nhu cầu đổi cấp lại giấy phép lái xe từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thì giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động và giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg.